Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp và thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong. Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết để khắc phục tồn tại trong công tác tuyển dụng trước đây, thành phố vừa tổ chức sát hạch khắc phục tồn tại trong tuyển dụng đối với 84 công chức và viên chức lãnh đạo thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý. Thời gian làm bài là 180 phút, chấm điểm theo thang điểm 100. Bài viết từ 50 điểm trở lên là đạt yêu cầu sát hạch. Trong danh sách sát hạch lần này có 84 lãnh đạo công chức ở nhiều sở ngành địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên chỉ có 82 trên 84 trường hợp tham gia làm bài sát hạch. Trong hai trường hợp không tham gia sát hạch, có một người là lãnh đạo cấp sở và là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc diện khắc phục bên khối cơ quan đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại nhiều địa phương, cơ sở y tế đã khiến nhiều người dân đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế không được hưởng quyền lợi chính đáng, thậm chí còn phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài để khám chữa bệnh. Thừa nhận có tình trạng này, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ y tế, địa phương để đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, sớm mua được đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về bảo hiểm y tế sáng nay, ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế khẳng định, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đang diễn ra phổ biến tại các tỉnh như Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nam, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Nguyên nhân chính là chậm đấu thầu thuốc, vật tư y tế trong năm 2022. Theo cái thống kê vừa rồi chúng tôi thấy là có 7 địa phương đã hết hạn từ năm 2021 rồi, mà đến tận tháng 7 chưa mở được cái kết quả đấu thầu cho năm 2022. Thì báo cáo các đồng chí như vậy, thì rõ ràng là khi mà cái tình trạng chậm thầu như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái việc thiếu thuốc. Thế rồi có những địa phương thì lại chỉ đấu thầu đúng theo cái danh mục mà Bộ Y tế quy định cho đấu thầu địa phương mà không mở rộng, bởi vì trong cái thông tư 15 nói là cái danh mục đấu thầu tập trung tại địa phương thì theo cái Bộ Y tế sẽ quy định là những cái thuốc này, nhưng địa phương là hoàn toàn có thể mở rộng cái danh mục này để mà đấu thầu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết gói thầu của Bộ Y tế rất lớn, trị giá tới 10.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng phần mua sắm thuốc là 4.000 tỷ đồng, chiếm đến 1/4 chi phí thanh toán khám chữa bệnh. Dự kiến trong tháng 7 này sẽ có kết quả gói thầu tập trung. Rất may vừa rồi thì Bộ Y tế cũng đã có cái thông báo là đã mở được cái gói thầu, chuẩn bị công bố cái kết quả thầu tập trung, mở gói tài chính rồi và chuẩn bị cung cấp, hy vọng là trong tháng 7 này thì sẽ công bố được kết quả. Bởi vì cũng báo cáo các đồng chí là cái thầu của Bộ Y tế cũng chiếm một cái số lượng khá là lớn, đấy, gần 10.000 tỷ, đúng không ạ? Mà một năm thì chúng ta chi đâu đó, chi khoảng độ gần 40.000 tỷ tiền thuốc, Nguyên cái gói thầu đó đã chiếm 1/4 rồi. Đấy, thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Nếu mà chậm thầu từ trung ương thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cung ứng thuốc tại các địa phương.
Và đấy là những thuốc lại rất là quan trọng, những thuốc rất là đấy, chủ yếu là thuốc nhóm 1, nhóm 2. Khi được hỏi về việc người dân có bảo hiểm y tế mà vẫn phải tự mua thuốc và tư y tế ở ngoài thì có được hoàn tiền hay không, đại diện Bảo hiểm xã hội chia sẻ không có quy định hoàn tiền cho người dân. Hiện Bảo hiểm xã hội đang chờ hướng dẫn của Bộ Y tế để triển khai thực hiện xung quanh vấn đề này. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành vào sáng nay ngày 8 tháng 7, giá test nhanh COVID-19 mẫu đơn chưa bao gồm sinh phẩm chỉ 11.200 đồng, xét nghiệm PCR mẫu đơn chỉ 212.700 đồng. Giá test nhanh COVID-19 sẽ được áp dụng tại các cơ sở y tế của nhà nước trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và cả cơ sở y tế trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt hạng 1 thuộc các bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng. Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý giá sinh phẩm xét nghiệm để đảm bảo không vượt quá giá quy định của nghị quyết, đồng thời tiếp tục vận động và có giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng mở lại các bệnh viện dã chiến nếu F0 tăng cao. Đây là thông tin được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong bối cảnh một số quận huyện đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng mới BA4 và BA5 thông qua việc tầm soát ngẫu nhiên trong cộng đồng. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây. Có ngày trên 50 ca mắc mới, mặc dù số ca nhập viện chuyển nặng chưa có dấu hiệu tăng rõ. Tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người mắc COVID-19 có các bệnh lý cấp và mãn tính hoặc bệnh lý nền kèm theo. Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 với 1.000 giường tạm ngưng nhận bệnh nhân mà phân công cho bệnh viện bệnh nhiệt đới phụ trách, sẵn sàng kích hoạt lại khi cần thiết. Ngành y tế cũng đã chuẩn bị sẵn các nguồn lực và các cái tình huống diễn biến xấu của dịch COVID-19 cũng như là dịch sốt xuất huyết để sẵn sàng kích hoạt hệ thống thu dung điều trị. Chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine COVID mũi nhắc lại, tức là mũi 3 và mũi 4 đó các anh chị. Ngành y tế thì sẵn sàng tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng, trong bệnh viện, trong nhà máy, bất cứ nơi nào, thậm chí là đến trực tiếp tại nhà của các cô bác mà có bệnh nền hoặc là không có đi lại được. Hiện nay thì đang đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch và sẽ chịu nhiều thiệt hại nếu mà để nguy cơ này thành hiện thực. Tại cuộc họp báo chiều qua, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận còn một số vướng mắc liên quan đến kinh phí trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể là kinh phí khen thưởng đi kèm giấy khen cấp cho các tình nguyện viên, nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Dự kiến có 40.000 người với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành danh sách nhưng chưa thể gửi giấy khen và tiền thưởng đến nhân viên y tế do chưa có kinh phí. Công tác thanh quyết toán chi phí hỏa táng cho người bệnh tử vong do COVID-19 hiện cũng đang gặp khó. Công văn 701 về chi phí xử lý thi hài cho bệnh nhân tử vong do mắc bệnh viêm hô hấp do virus corona, tức là COVID-19. Theo đó thì tạm duyệt mức chi phí mai táng theo hình thức hỏa táng là không quá 17 triệu đồng cho một trường hợp. Tuy nhiên thì thời điểm trước khi công văn này ban hành thì có một số cơ sở y tế đã ký hợp đồng với các cơ sở mai táng với giá cao hơn 17 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì một số cơ sở mai táng không ký hợp đồng và xuất hóa đơn được cho bệnh viện, do những cơ sở này khá là nhỏ, quy mô nhỏ thôi, không sử dụng hóa đơn nên cơ sở y tế này cũng chưa thanh toán được. Ngành y tế đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung kinh phí khen thưởng đi kèm giấy khen để tri ân lực lượng chống dịch. Bên cạnh đó cần chỉ đạo các địa phương thống kê đầy đủ, báo cáo số liệu các nhóm đối tượng bổ sung để hưởng chế độ đặc thù. Đồng thời đề nghị xem xét chấp thuận cho các cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch đơn giá mai táng, chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn thanh toán với các cơ sở không xuất được hóa đơn.